Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sốc Ác chính thức của Sĩ Kẹo. Sốc sĩ kẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng. Thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Đầu tiên, trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện một cái thử thách mà do anh em fan đặt ra, đấy là chấp 3 game tử chiến. Nhưng mà lần này thì mình chỉ sử dụng cây súng Thompson để lật kèo, để lấy top 1 tử chiến thôi nha mọi người ơi. Rồi nha, ok, với game đầu tiên thì mình sẽ không cầm gì cả, chỉ là tay không thôi anh em ơi. Chạy đến và cống mạng luôn cho địch mạng free luôn anh em ạ. Rồi nhá, để xem là địch nó sẽ hạ gục tôi như thế nào anh em. Ôi đây, chạy thẳng sang hang ổ của địch luôn. Phải trưởng, bắn giá thế bạn ơi. Ui, nhìn này. Rồi bắn mình đi. Này, nhanh hộ cái. Ok ok ok. Như vậy và đây anh em ơi, tôi sắp thăng thiên rồi. Game đầu tiên tôi thăng thiên và đây là người đồng đội cuối cùng trong team. Ây, cũng thăng thiên luôn. Đến với cái game thứ hai. Và đây chính là cách để mình fit mạng đó mọi người. Ok, cống mạng cho đi. Và... ây, người đồng đội của tôi. Úi dồi ôi. Xong chưa? Hai game thất bại rồi nhá. Thêm một game nữa đây. Game này đây. Úi dồi, vãi cả trưởng. Ôi, bốn anh em siêu nhân luôn. Tôi chịu câu. Rồi ok, bắn nhanh hộ cái đấy. Hôm nay tôi cống mạng cho các ông luôn, tôi không thèm chơi nhá. Chấp 3 game tử chiến anh em ạ. Xong nhá. Như vậy là xong 3 game rồi nhá. Và mọi người ơi, bây giờ đây chính là lúc để mình lật kèo nhá. Lúc này thì mình nghĩ là mình đã đủ tiền này. Chúng ta mua hai cây Thompson nhá. Mua giáp 3 này, lên mũ này, rồi là mình sẽ mua thêm bom keo nữa mọi người ạ. Ui. Rất nhiều bom keo luôn và có cả lựu đạn mọi người nhá. Ok chưa? Đấy. Tôi mua phải gọi là bom keo vô đối luôn, mãi mới hết này. Vứt đạn súng lục ra ngoài cũng như là súng lục thì mình sẽ không xài. Ok, hai cây Thompson full phụ kiện. Bây giờ đã đến lúc gọi là tôi lên full giáp và để solo với địch luôn nha anh em nhá. Với trang bị xịn sò như thế này thì mình khá là tự tin, cũng như là vẻ đẹp của con nhân vật mới. Có khi mấy thằng địch tí nữa chúng nó ngất hết, đừng đùa anh em nhá. Hai cây Thompson đã sẵn sàng nhá. À, cái đậu xanh này, ok ok. Làm gì căng, người ta dựng bom keo xíu thôi. Ui, qua đây em ơi. Vâng, phải nói là tầm bắn xa của Thompson này thì bắn khá là tốt luôn nha anh em ơi. Với OB21 thì mình nghĩ là mình sẽ xài Thompson nhiều hơn, có thể là luyện bắn Thompson nha. Phải nói là nó thay thế cho MP40 rất là tốt luôn. Ui, nào ngồi đây. À đây rồi, đây rồi. Một đứa trong nhà nha anh em, chờ tôi xíu đấy. Lại thêm một thằng nữa đấy. Vòng lại luôn, vả chúng nó anh em. Đây, thể hiện khả năng cân tim này với cây súng Thompson nha. Mới ra đây. Cái đậu xay này. Vào trong em, đúng rồi. Đúng rồi này. Rồi nhá, nốc luôn nhá, ủi vãi. Làm gì đấy, làm gì đấy này. Thanh niên này, ok chưa, ok chưa. À đây rồi, đây rồi. Sĩ kẹo, triple kill đơn giản. Thật sự là Thompson nó rất là dễ bắn luôn. Và kể cả là anh em chưa xài lần nào thì các bạn bắn như MP40 luôn, phải nói là rất là ngon. Nhưng mà tầm bắn xa của Thompson và tốc độ bắn nó cực kỳ là nhanh và hiệu quả. Ây, rõ ràng thì Thompson nó là một cây súng rất là có khả năng có thể thay thế cho vị trí của MP40 luôn. Bởi vì là theo như mình cảm nhận là bắn nó ngon, nó sướng thật anh em ạ. Rồi nha mọi người. Và hiện tại đây, hai cây Thompson luôn, mình rất là tự tin. Về cái lựu khói thì đồng đội của mấy thằng nó đang test là chủ yếu anh em ạ. Nói chung là tôi sẽ luyện tập thêm kỹ năng gọi là ném lựu khói để cho những anh em xem pha highlight đúng không nào. Rồi nha các bạn. Đây, quan trọng là ra đây nào. Tầm này là mình mới win được một game đấy. À, thanh niên nào ngồi trên kìa. Đậu say này, ui trời ơi, nốc rồi nha. Thì cơ bản là anh em sẽ phải cố gắng nhá. Tầm này là cố gắng win thêm 3 game nữa thì chúng ta mới win được. Còn địch nó chỉ cần một trận thôi là nó có thể là chiến thắng thôi. Đấy, nên là anh em thấy nhá. Ui trời ơi, cứ phải gọi là chấp kẻ địch 3 trận thì nó không hề đơn giản nhá. Rồi nha, ok, ngồi hóng nào. Hiện tại thì mình mới bắn được có hai đứa thì hả? Đây đây, thanh niên thứ ba này. Úi dồi ôi này, làm sao đấy hả? Còn một thằng nữa, còn một thằng nữa. Tầm này là còn lại thằng cuối thôi, tôi không biết nó ở đâu nhỉ. À đây rồi, đây rồi. Úi dồi ôi, thằng này thoát trận may thế nhở anh em nhở. Bớt đi một gánh nặng, sĩ kẹo double kill nhẹ nhàng. Và như vậy là team của chúng ta đã có được 2 bàn thắng rồi nha.
Tầm này thì phấn đấu thôi anh em ơi, phấn đấu thêm 2 bàn thắng nữa. Súng lục thì mình sẽ không xài bởi vì là Thompson bây giờ bắn quá là tốt luôn. Với combo 2 cây súng Thompson thì cần gì xài súng lục nữa đúng không mọi người ơi. Rồi nha mọi người, còn mấy giây nữa chúng ta sẽ bắt đầu đến với game thứ 6 ngày hôm nay. Ây, 2 game nữa là win rồi, cố lên nhá. Với con nhân vật mới này thì phải nói là khá là xinh xắn và đáng yêu nhá. Bạn nào chưa sở hữu thì anh em nạp tiền mà mua đi. Hiện tại đang được giảm giá nhá. Mình mua cả cái trang phục này như là mất có 900 kim cương hay sao. Bởi vì là mình có cái thẻ discount giảm giá nữa mà. Đấy, anh em thấy lời không ạ? 900 kim cương có cả trang phục, có cả nhân vật. Tôi thấy nó đáng yêu vãi cực trưởng. Mấy anh em mà mua con nhân vật này thì địch nó có mà ngất ngây anh em ạ. Ui, vãi trưởng này. Đấy. Một đứa nằm xuống này. Phải nói là trong game tử chiến thì mình chưa bao giờ được nhiều vàng thế này luôn anh em ơi. 7.300 vàng. Cơ bản là chơi game từ nãy đến giờ đã bị knock, rồi là cũng đã bị hạ gục bao giờ đâu. Nên là vàng rất là nhiều luôn, cũng như là chấp kẻ địch 3 game nữa. Ây, ui vãi trưởng. Mấy thằng đồng đội làm gì vậy? Và ai nhở? Như vậy là hai thằng knock rồi các bạn ơi. Đậu xanh thằng kia knock nốt đi. Knock nốt đi để anh gánh team nó để. Vãi trưởng, méo hiểu sao nhở. À, trong nhà thì không phải, khả năng cao trên nóc nhà. Thấy rồi nhá, thấy rồi nhá. À, tài năng phết nhở, tài năng này. Làm sao, tham gia Việt Nam Got Talent không em ơi. Úi dồi, tài năng này, tìm kiếm tài năng này. Yeah, như vậy là win game trận 3 rồi các bạn ơi. Và đây nhá, bây giờ là đến với trận 4 nhá. Trận 4 thì vẫn là hai cây súng Thompson luôn đấy. Hôm nay là chấp kẻ địch 3 trận rồi. Và bây giờ đây là trận cuối quyết định rồi nha anh em ơi. Cơ hội 50-50 nhá. Đấy, cứ phải chơi máu chiến lên, tầm này mình sẽ mua hết bom keo luôn, tí nữa xả hàng cho nó đã anh em ạ. Đấy, các bạn thấy không ạ? Trời ơi, mua mãi không hết luôn này. Mình mua tận 60 trái bom keo rồi. Ui, phải nói là rất là bá đạo. Hiện tại mua được 66 cái bom keo rồi nhá. Ui, các bạn thấy vãi chưa? Các bạn thấy vãi trưởng chưa? Cơ bản là chấp kẻ địch 3 game mà. Ui, vãi cả trưởng này. Tất nhiên, làm gì vậy? Ui, nữa hả? Nữa hả? Ú rồi này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Thompson nhá, bắn tầm xa các bạn vút tầm rất là tốt luôn. MP40 mà bắn tầm này vút tầm như thế thì phải nói là hơi bị khó anh em ạ, nó không ngon như Thompson đâu. Và tôi thấy rằng là Thompson là sự kết hợp giữa AK và MP40, một sự kết hợp vô cùng là hoàn hảo. Không biết là anh em có cảm giác giống tôi không nhỉ? Rồi nha, thằng nào đây? Úi rồi, làm gì đấy hả? Làm gì đấy hả em ơi? Trời ơi, chạy đi đâu hả con sâu này? Thằng nữa hả? Úi rồi này, cực kỳ là nhanh gọn lẹ luôn. Và còn hai thằng nữa nhá. Để xem là các chú đang ở đâu ấy. Anh xem anh hạ gục luôn anh em ơi. Đây là game cuối cùng rồi. Đấy, thằng nào? Thằng nào? Qua đây. Có một thằng thôi các bạn ơi, một thằng thôi các bạn ơi. Ơ, win game rồi à? Ơ, hình như là nó thoát trận hay là chết vì bo à? Ui, xả hàng bông keo anh em ơi. Úi dồi, vô đội bông keo luôn nha. Đấy, bông keo phải nói xả hàng liên tục luôn anh em. Vẫn chưa hết này, trời ơi. Quá nhiều bông keo các bạn ạ. Yo. Như vậy là hôm nay kẹo đã hoàn thành cái thử thách mà anh em đặt ra cho kẹo rồi nha. Và bây giờ đây đến với chuyên mục là test súng Thompson nhá. Lúc nãy là chấp địch thôi anh em ơi. Còn bây giờ là tôi sẽ thể hiện khả năng chiến đấu với cây súng Thompson này, để cho anh em thấy rằng là Thompson phiên bản OB21 nó bá đạo cỡ nào nhá. Nhưng mà trước tiên là với game đầu tiên là mình có rất là ít tiền, chúng ta không đủ tiền mua Thompson, nên là mình đã mua một cây lục G18. Vâng, đấy là một cái cây lục mà anh em khá là quen thuộc trong tử chiến đúng không nào. Bắn rất bá đạo ở game đầu tiên luôn. Và cơ bản là game đầu tiên thì anh em nào cũng lựa chọn một cái này mà lại đấy. Bắn cực kỳ là đã luôn nha. Rồi nha, ok đi kiếm người anh em ơi. Cây G18 với tốc độ bắn cực kỳ nhanh, và anh em kéo tâm lên đầu nó cũng dễ nữa mà. Úi dồi này, làm sao đấy hả? Thằng nào ở đây? À, vô đây à? Ra đây em, đùa nhau à? Anh lại sợ chú quá cơ. Đây này, nó ngay phía sau cơ mà. Đậu xanh. Mấy hiểu sao giống như kiểu là đồng đội bước qua như người vô hình vậy. À, thằng nào ở trên đây, thằng nào ở trên đây? Mày dám đứng ở trên này, mày dám đứng ở trên này, mày trêu tao à? Úi rồi, mày trêu tao à? Ui, bắn rát phết đừng đùa. Rát phết đi ngay mà, úi rồi này. Ơ, cái đậu xanh này, ui nó nhảy xuống dưới rồi. À, mày dám trốn đúng không? Thằng nào kia? Ui, thấy rồi nhá, thấy rồi nhá. Thấy rồi nhá em ơi, làm sao đấy hả? À, nó chạy loanh quanh khu dưới kia làm gì đấy nhở? Mày này, làm sao? Chạy xuống vả nó luôn anh em ạ. À, thì ra chạy xuống định cứu đồng đội à? Úi dồi ôi, anh đố chú cứu ấy, anh hạ gục rồi nhá. Cứu bằng niềm tin nha em. Ra đây em. Ờ, để mình coi nào.
đây 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 rồi, úi rồi ôi, úi rồi ôi, chưa kịp làm gì này, trời ơi thanh niên này, đáng thương chưa anh em? Thế nào chết đấy nhỉ? Rồi nhá, let's go luôn, vả nó anh em, thằng này tôi nghĩ là nó không sống được đâu. Tôi cầm lục EOP thì thằng này tắt điện nhá. À đâu, cái này là G18 anh em nhỉ, quên. Lâu lâu kiểu tôi nhầm nhọt sang trồng trọt anh em. Ngáo vãi nhỉ. Ok mọi người, tờ này đủ tiền mua thôm sơn rồi nhá. Đấy, nếu như mà anh em đọc tên theo tiếng Việt là thôm pê sơn nha. Không anh em, mà tôi nghĩ là anh em nếu mà các bạn tìm kiếm các bạn cũng search mỗi thôm sơn đúng không? Giống hệt tôi mà. Ok, với cây súng này là một cây súng tiểu liên và đảm bảo độ bắn tầm xa rất là tốt luôn anh em ạ. Mình thấy là nó có thể so kèo với MP40 nhá. Mỗi tội là thông sơn này thì có một điều đấy là bắn nệ thì anh em thấy là nó không được bằng MP40 ở một số điểm ấy. Còn lại thì bắn vẫn rất là ok nha. Tức là MP40 nó dí ở tầm gần tốt hơn. Còn thông sơn thì anh em có thể là bắn khoảng cách xa một xíu nó ngon hơn. Kiểu như vậy. Cái đậu xanh này, úi dồi này. Tuổi gì em ơi, úi dồi này. Lên bảng điểm số nha em, buồn chưa em ơi. Rồi nha các bạn, thì mình sẽ phải cuốn máu cái đã. À, đậu xanh này, sao? Phải nói là thôm sơn vứt tâm rất là dễ. Và phải nói là đây, tôi sẽ bắn khoảng cách xa cho anh em thấy này. Úi dồi ôi, các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy không ạ? Khả năng đuổi tâm của thôm sơn rất là ngon luôn. Tuyệt đối anh em cầm MP40 anh em bắn xa được thế đấy. Đấy, tính năng của thôm sơn nha anh em ơi, như một cây súng AK nhưng mà lại xài đạn tiểu liên đúng không nào đấy. Tôi hay ví von như thế đơn giản là tầm bắn của thôm sơn nó khá là tốt nên là mình ví von như vậy nha. Úi rồi này, làm sao đấy hả? Có giỏi chú ra đây. Lại ngồi trong thùng à? Tưởng ngồi trong thùng mà ngon à? Ui, cái gì đấy. Rồi nha anh em, tầm này tôi không biết là chạy ra ngoài như thế nào cho nó ok nữa, bởi vì là cũng hơi căng mày này. Xong, chiến thắng, yes. Như vậy là xong game thứ hai rồi nha các bạn ơi. Đấy, tôi nói cho anh em nghe rồi mà, cây thôm sơn này bắn rất đã, rất sướng luôn nha. Nếu mà anh em nào mà chưa trải nghiệm thôm sơn ấy, thế thì anh em hãy nhanh tay vào game để trải nghiệm đi nào, còn chần chừ gì nữa. Rồi nha, ok. Tôi mua thêm cái nấm cấp 3 để cơ bản là lấy FP đấy anh em ạ, vừa chạy vừa hồi máu này. Mua thêm một mớ bông keo nữa. Rất nhiều bông keo rồi. Vứt mấy cái đạn xuống lúc ra này. Ok các bạn. Yeah. Tầm này nhá, chuẩn bị let's go thôi anh em. Rồi nha, ok. Ấy, qua đây kiếm người anh em ơi. Với cây thôm sơn này thì mình vô cùng là tự tin rồi. Chạy thẳng qua đây luôn, mặc kệ đồng đội chạy đi đâu cả anh em ạ. Ú rồi này, làm sao đấy hả? Đây rồi nhá, ui ba đứa luôn cả. Oh man, đông ghê gớm nhỉ. Úi dồi này, một đứa nóc này. Thôm sơn với tầm bắn xa phải nói là cực kỳ là tốt luôn nha anh em ơi. Úi, làm gì đấy hả mày? Trời ơi này. Ngon không hả? Úi dồi này, các bạn thấy ngon không? Úi dồi này, triple kill này, nhẹ nhàng và tình cảm luôn. Với thôm sơn thì tôi bắn triple kill đơn giản này, ngon lành đúng không anh em? Rồi nha, ở game cuối rồi nhá. Ok. Và bây giờ đây thì mình có thể là đủ tiền mua hai cây thôm sơn. Và tôi sẽ test cho anh em xem là hai cây thôm sơn bắn cùng một lúc nó bá đạo cỡ nào. Tức là anh em sẽ không cần phải thay đạn vội đâu. Ok, vừa ném một quả lựu khói. Mình khá là chán bởi vì là trong game tử chiến này một trận thì các bạn chỉ mua được một trái lựu khói ấy, nên đâm ra nó hơi chán. Nếu mà mua được nhiều tôi sẽ làm một số những video kiểu như là sử dụng 100 cái lựu khói trong tử chiến chẳng hạn, ví dụ như thế. Nên là mình hơi chán điểm này. Nếu mà Gardena fix lại điểm này cho anh em mua lựu khói thoải mái thì nó sẽ khá là ngon đấy. Úi dồi, cái gì đấy hả? Làm sao chạy đi đâu? À, cái đậu xanh này. Ui, vãi trưởng gì đấy? Rồi nha, bình tĩnh đi bạn ơi. Ở trên làm gì đấy? Tội sợ ông quá nhở. Ui, nó sấy bóng keo kìa anh em. Không sao, mình nhiều bóng keo lắm, thằng này không tuổi cho nó sấy thoải mái luôn. Đấy, sấy được không? Sấy bằng niềm tin và hy vọng nhé, từ từ anh em ơi. Này, làm sao đấy hả? À, đủ này. Các bạn thấy không ạ? Thông sơ nhá, bắn tầm xa rất tốt luôn. Ui, đấy. Phải nói là nó giống như kiểu là MP40 hack tầm xa vậy anh em ạ. À, cái đậu xanh này, úi dồi này. Ngon không? Úi dồi này, làm sao đấy hả? Đậu xanh, nào. Ra đây em ơi, úi dồi. Cái gì đấy? Gì đấy? Này. Thằng cuối anh em ơi. Xong, sĩ kẹo, triple kill. Ui, booyah anh em ạ, đơn giản. Yeah, nếu như mà các bạn thấy video này của mình hay, đừng quên là hãy nhấn like và đăng ký kênh giúp mình nhá. Bye bye anh em và chúc anh em buổi trưa vui vẻ nhá.